đường tố lỡ làng chẳng cần. Thương thay công hòa tu từ trước. Trong cho lê thứ gặp chầu dinh quê ở đâu dân cũng còn mê tham câu danh lời khó kề thần tiên. Tơ lương một cơi kia sầu điên long thiền đại anh y thiên cô phần ngánh giao tài chi thi ân biện minh chi hứng đền lân vừa kề điều thứ nhất thầy thì khuyên non nhớ lòng chung chiên muôn thuở còn yêu vô ai nhẹ chấm ở lý cao siêu của thầy nhiều thứ thách đáng dây con ở đó thì chớ ngã lòng công khó tiêu tan việc chi dù ở là để quyến hoặc chớ mang trong lòng. Điều thứ hai thầy trong đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung luôn luôn tha thứ khoan dung nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô dịu dắt nhau điểm to công quả phải thật tình với cả chung quanh tiếc thôi thì cam chịu đỏ đành vô gì phấn gì thầy dành cho con. Điều thứ ba dạng toàn
vạn hạnh đức tùy bán buồn cơ cực tạo tầng đổi công nuôi lấy tấm thân đừng hãm mến chuyện phi nhân gạt lường dù gian bát đầy dương tràn tu cuộc trần này chưa đủ con ơi ác gian cũng chỉ một đời hạ nghèo trong sạch thanh thơi linh hồn điều thứ tư pháp môn quy luật lục thập giới cố sức trao dồi thật thà sương máu tăng hôi có cây rau cải cùng rồi bữa ăn đức từ bi lòng thân thế hiện không sát sanh lòng thiền ta còn lạc trai tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú gì cơm trang nghi máu hồng điều thứ năm quy không hồng dần ganh ghét chi cho bằng lòng mình con xem giảng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử giống tình vô câu muôn việc đến bắt đầu sân nọ là nguyên nhân thân khổ ly tan chân truyền chánh pháp đạo vàng tập xong chứ nhận nét bàn không sáng điều thứ sáu thiết tha thầy dặn nghi ngài hai thời lặng lặng công phu việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu khi gánh việc đồng sau chờ búa đèn sống kinh tự của thầy ban học cho thông thuộc đó hàng ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng phâng điều thứ bảy quyết tăng công đi qua an ủi người già cả người đau tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con phước đức ấy
còn muốn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi cõi trần hồng, mấy ai giữ đằng tấm lòng thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dù khổ lao chớ ngại công trình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Đừng chấp việc núi cao rừng thăm, hay là đường muốn dầm phá trong. Con ơi thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành căn bản, giờ làm sao có bạn không thù. Từ nay con nhớ rằng tôi hạ mình nhận lời, khi mặc dù là không lời nói sao và trong nghiệp ngoài, đừng hơn người nếu phải ép lòng. Không ham những chuyện mang mong, giờ nó đủ ấm đèo bồng làm chi. Điều chót hết mười đi trong nhớ Phật pháp tăng, con chớ quên ơn gia đình nghĩa nặng nhiều hơn. Tình thương xã hội giúp con thiết cần, ơn tổ tiên dành phần con cháu nhớ những lời dạy bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, mấy nhiều tâm huyết mấy dòng thi dân. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tăng dược tánh lành, đừng cho ma nghiệp giống tâm sanh. Quay về cõi phúc được chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Chớ nhiễm trần quan đừng phấn son, chim bao của thế vẫn thường còn.
bằng nhớ lại câu hồng hoa thầy tình ngộ nghe thầy dạy hỏi con. Hỏi con đời tôn gắng hỏi tâm chí huệ cháu rồi kiếm nẻo thắt mãn kiếp hồng trần xanh là quốc thường công niệm Phật gắn yên lành thầy thấy con nay đứng cõi trần đường tố lo làng chẳng cần thương thay công hòa tu từ trước lại muốn bỏ đành dốc thiện nhân chẳng sớm về nhà lo phán hôi cầu chân Phật tổ dạy mê căn ác nghi là hồn che còn chi nữa địa ngục trầm luân các thượng tầng nâng ngôi di đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầm hương cháp ơi lại tay đưa lên
trên chén nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tất thầy căn hương rồi cũng đứng thầy thắng ngay đọc qua lời nguyện ngó một bài lại luôn bốn lại ta rài tâm gian bàn tay lạc vậy mà chớ đừng lạc sắp gì thầy tay xanh đi xa thì phải dằn gần bàn thông thiên cũng thiệt hành như ý. Bốn phương đều đọc vậy thì cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời sớm chiều bình đẳng trở lại thường hành như vậy nhớ lời đừng sai có đau xem thuốc bay bài tâm thành chí nguyện ngát ngay bền lành dây vàng xe nhỏ đánh rành để chân bàn Phật chí thành uống ngay thăm thần phương Phật hồng bay ở đâu cũng đến đổ rài chúng sanh con rồng mới nửa ngút cơ năm thì trong ba tánh thơ thanh hài hùng chừng nào thầy lại gia trung thì trong bốn đào bóng tùng phù trang chắc vẫn còn tiếc lụa theo chẳng là phước thiện quay đến mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.